Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha khoa Vinalife. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp tiếp theo những cái câu hỏi mà các bạn gửi về cho nha khoa chúng tôi nhé. Câu hỏi đầu tiên đấy là răng khôn của em bị sâu nên là em đã đi khám và nhổ rồi, vậy thì có cần trồng răng giả thay vào đó không hả bác sĩ? Vinalife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Thì để trả lời câu hỏi này của bạn thì mình sẽ nói về cái chức năng của cái răng khôn. Thì thực ra cái răng khôn nó sẽ không có cái chức năng gì cả. Nó sẽ không có cái chức năng về mặt thẩm mỹ cũng như là về mặt ăn nhai. Bởi vì về mặt thẩm mỹ thì nó là cái răng hàm ở bên trong cùng, thế nên là cũng chả ai nhìn vào đấy đúng không ạ? Còn về cái mặt chức năng để ăn nhai thì trong nghiên cứu thì bộ răng của chúng ta chỉ cần đủ 28 cái răng, tức là đến cái răng số 7 là đã đảm bảo được cái chức năng ăn nhai rồi, không cần sử dụng đến cái răng số 8. Tiếp theo nữa là cái răng số 8 ấy, thông thường thì nó sẽ không có đủ chỗ để mọc bởi vì nó là cái răng mọc cuối cùng. Thế nên là khi mà nó không đủ chỗ để mọc thì nó hay bị mọc nghiêng, mọc lệch. Vậy thì như cái phần phân tích như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái răng khôn nó hay gây ra những cái hậu quả xấu hơn là có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ cũng như là chức năng. Vì vậy khi mà chúng ta đã nhổ cái răng khôn ấy đi rồi thì chúng ta hoàn toàn không cần phải làm một cái răng giả trồng vào đấy, bởi vì nó không có một cái chức năng gì cả. Thế nên là chúc mừng bạn khi mà bạn đã rất là dũng cảm đi giải quyết cái chiếc răng khôn đó. Và sau khi mà nhổ cái răng khôn đấy đi rồi thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm là sau này sẽ không có những cái hậu quả gì mà cái răng khôn có thể gây ra cho bạn nữa. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là răng khôn thì nó sẽ không có chức năng về thẩm mỹ cũng như là về ăn nhai. Thế nên là khi mà các bạn nhổ cái răng khôn đấy đi rồi thì các bạn không cần phải trồng răng giả để thay thế cho cái răng khôn đó nữa. Hy vọng rằng giải đáp của tôi ở trên đây đã phần nào làm thỏa mãn được cái câu hỏi của các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào liên quan đến vấn đề sức khỏe răng miệng thì hãy gửi về nha khoa Vinalife. Đội ngũ bác sĩ chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.